Em tên là Nguyễn Đức Hoàng, năm nay em 18 tuổi, về học lớp 12 trường chuyên học sư phạm Hà Nội. Em hôm nay đi tham dự kỳ thi IELTS trên máy tính tại cơ sở trong người chuẩn bị. Em chọn thi trên máy tính là bởi vì là thi trên máy tính rất nhanh và tiện lợi, bởi vì nó có kết quả trong tầm 3 đến 5 ngày rồi. Hôm nay là em đã có một trải nghiệm khá là tích cực, từ quá trình em check in cho đến là việc làm bài đều diễn ra một cách suôn sẻ. Bên IDP rất là chu đáo khi mà chuẩn bị sẵn cả nút tai, tránh những cái tiếng ồn từ việc click chuột với cả là gõ bàn phím. Em thấy khá là thích cái điểm này bên IDP.